Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Sứ điệp của sáng ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho mấy chị em đó là chúng ta sống để thờ phượng Chúa. Chúa tạo nên chúng ta có một trong những mục đích chính là để thờ phượng Ngài. Và chúng ta có rất là nhiều hình thức khác nhau để thờ phượng Chúa. Chúng ta có thể thờ phượng Chúa bằng việc ca hát, có thể thờ phượng Chúa bằng việc phục vụ, có thể phục vụ thờ phượng Chúa bằng việc tuyên giao giảng phúc âm, vân vân, rất là nhiều hình thức. Nhưng mà một hình thức phổ thông nhất cho việc thờ phượng đó, mà luôn luôn Kinh Thánh đề cập tới, đó là nó liên quan đến sự ca hát, nhảy múa. Tất nhiên rằng chúng ta có thể thờ phượng Chúa một cách thầm lặng, mình im lặng, mình thờ phượng thầm ở trong tâm cũng là một cái hình thức thờ phượng. Nhưng luôn luôn trong Kinh Thánh ấy, đề cập đến cái sự thờ phượng sẽ gắn liền với việc ca hát, nhảy múa, các động tác, chứ không phải chỉ là mỗi bên trong tâm của chúng ta, mà nó gắn liền với việc ca hát. Trong Giăng đoạn 4 câu 23-24, lời Chúa nói rằng: "Nhưng hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần." Trong những bản dịch khác thì dịch là lấy tâm linh. Tâm linh và đã thật mà thờ phượng Cha, đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần hay tâm linh và lẽ thật mà thờ lại. Có hai cái yếu tố và chúng ta thấy rằng là trong câu 23-24 có đề cập tới là thờ phượng trong linh. Hay nói khác là chiều sâu, nó có một cái chiều sâu bên trong, nó thể hiện ở bên ngoài. Cái việc chúng ta hát, rồi chúng ta nhảy múa, nó là hình thức, nó thể hiện cái chiều sâu ở trong mỗi một chúng ta. Bởi vì tâm linh là cái sâu nhất trong con người mà. Chúng ta là một tâm linh, chúng ta có một tâm hồn, chúng ta sống ở trong một thân thể. Và khi chúng ta thờ phượng Chúa từ trong tâm linh, nó được bày tỏ, là được phát lộ ra bên ngoài. Và thờ phượng Chúa bằng lẽ thật. Lẽ thật tức là thờ phượng dựa vào những cái sự mặc khải, sự bày tỏ trên Kinh Thánh là lời của Chúa, chứ không phải là tự mình nghĩ ra cách nào để mình muốn thờ phượng là mình thờ phượng được. Mình thờ phượng theo cái sự bày tỏ và sự hướng dẫn của Kinh Thánh. Chúa thì chỉ có một. Nhưng mà hình thức thờ phượng Chúa thì khác nhau. Tất ra tất cả các hình thức trong Kinh Thánh ấy, thì chúng ta thấy rằng nếu mà nghiên cứu kỹ Kinh Thánh thì Chúa dạy chúng ta rất là nhiều những hình thức khác nhau. Và chúng ta cần phải được đi vào trong Kinh Thánh để biết được các hình thức của sự thờ phượng, chứ không phải là chúng ta tự nghĩ ra những cái hình thức thờ phượng. Nếu có một số người sinh ra ở những cái hội thánh Công giáo thì chúng ta sẽ quen với các cái hình thức thờ phượng gắn liền với rất nhiều những cái nghi lễ, rất nhiều những cái nghi lễ rồi. Khi mà mình tin Chúa, nhóm ở các hội thánh, đặc biệt là các hội thánh cuối tuần lần tứ, thì đôi khi thì mình sẽ cảm thấy bị sốc. Và những anh em mà sinh ra ở các cái hội thánh truyền thống, hát thì cứ đứng lên ngồi xuống đọc hát một bài thánh ca, xong rồi đọc, xong rồi ngồi xuống đứng lên, rồi đứng vào trong các hội thánh truyền thống ấy, xin lỗi, các hội thánh cuối tuần lần tứ, thì đôi khi mình sẽ cảm thấy sốc vì thấy nó khác lạ quá, nó rất là khác lạ. Rồi những người mà sinh ra ở hội thánh mỗi tuần lần tứ mà đi vào các cái hội thánh truyền thống là mình cũng cảm thấy khó chịu vì cái hình thức thờ phượng nó khó, nó khác quá. Và đôi khi chúng ta không thích ứng được. Mà tất cả các hình thức thờ phượng ấy, thì Kinh Thánh đều có hướng dẫn hết. Anh chị em đọc kỹ trong các cái sách Thư Tín và đặc biệt là sách Thi Thiên thì hướng dẫn rất nhiều về sự các hình thức thờ phượng, như là đưa tay lên này, rồi vỗ tay này, nhảy múa này, ca hát này, vui mừng này, dùng mã la chập chòa, đúng không ạ? Dùng trống cơm, mã la kêu rền, đại khái là tất cả các nhạc cụ có thể để thờ phượng Chúa, chứ không phải là bị hội thánh bị trói buộc bởi một vài những cái hình thức tôn giáo và hội thánh phải đi theo các hình thức tôn giáo đấy. Câu 23 nói rằng Ngài tìm kiếm những người thờ phượng, đấy, đó là những kẻ mà Cha ưa thích vậy. Giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng, đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích này. Chúa đang tìm kiếm những người thờ phượng từ bên trong thể hiện ra bên ngoài, bên trong sâu thẳm, bên trong tâm linh của chúng ta. Bởi vì Đức Thánh Linh ngự ở đâu? Ngự ở trong tâm linh của chúng ta và cũng ngự ở trong cơ thể của mỗi chúng ta nữa. Khi mà Thánh Linh của Chúa ngự ở trong tâm linh và ngự ở trong cơ thể của chúng ta, thì chúng ta kết nối với Ngài qua cái sự thờ phượng, qua cái việc hát, qua cái việc nhảy múa, qua cái việc vỗ tay, để chúng ta tung hô danh của Chúa và khiến cho danh của Chúa được vinh hiển và tôn cao.
Hebrew đoạn 13 câu 15. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hàng dân của tế lễ bằng cái gì? Bằng lại ngài khen cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là bông trái của môi miếng tương danh ngài ra. Thời kỳ cứu ước thì dân sự thờ phượng bằng gì? Bằng của tế lễ. Tất nhiên họ có hát, họ có nhảy múa, họ có ngợi khen bằng các bài thơ, rồi bài ca, bằng các động tác chân tay, nhảy múa, vỗ tay các thứ. Nhưng mà có một cái hình thức thờ phượng ở trong cứu ước bắt buộc, đó là tế lễ bằng con sinh tế. Nhưng thời kỳ tân ước khi Chúa Giêsu đã đến thì chúng ta không có dâng tế lễ bằng con vật nữa. Bởi vì các cái hình thức con vật đấy đã được ứng nghiệm trong Chúa Giêsu, cho nên chúng ta ngày nay không cần phải dâng của lễ bằng sinh tế. Nhưng trong Hebrew thì giải thích rằng là chúng ta thay con sinh tế bằng cái gì? Lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời bằng bông trái của mỗi miếng xưng danh ngày ra. Đến khi chúng ta hát một bài hát nào đó thì là chúng ta hát để mà ca ngợi, để mà thờ phượng đang dâng của tế lễ. Thi Thiên 149 câu số 3: nguyện chúng nó nhảy múa và ngợi khen danh ngài, dùng trống cơm đàn cầm mà hát ngợi khen ngài. Đây chỉ là hai cái hình thức thôi. Thế còn đọc những câu khác thì có rất nhiều hình thức để thờ phượng Chúa. Nhảy múa đấy, ba hình thức xin lỗi, nhảy múa, đánh trống cơm và đàn cầm để ca ngợi Chúa. Mục đích của các nhạc cụ này hay là các động tác chân tay để làm gì? Để thờ phượng Chúa. Có nhiều người như tôi nói là sinh ra ở những cái hội thánh mà không có quen thờ phượng với những hình thức này, đi vào những cái hội thánh mà người ta nhảy múa, người ta đánh đàn cầm trống cơm và bảo tụi này tụi quá khích. Họ bảo là những người như này là quá khích. Nhưng mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh có dạy chúng ta nhảy múa ca ngợi Chúa không ạ? Nguyện chúng ta nhảy múa mà ngợi khen ngài. Khi mà chúng ta xem bóng đá đấy, mà Việt Nam mà đá so đá với các nước khác ấy, mà khi quả bóng vào gôn ấy thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ la hét, mình sẽ nhảy lên, mình sướng quá, mình thích quá, mình nhảy lên nhảy lòng vòng. Có ai bảo mình điên không? Hả? Có ai bảo mình điên khi mình làm điều đấy không ạ? Thế nhưng mà trong Chúa khi mình nhảy lên, mình sung sướng, mình nhảy lên thì người ta bảo mình điên. Thế là sao? Ngày xưa tôi sinh hoạt ở một nhà thờ, người ta cấm vỗ tay. Người ta cấm vỗ tay, người ta bảo vỗ tay là quá khích. Nhưng mà Kinh Thánh lời Chúa dạy chúng ta nhảy múa, rung trống cơm, đàn cầm mà hát ngợi khen ngài. Amen. Tất cả mọi hình thức thờ phượng chúng ta đều có thể sử dụng. Thế còn ở trong một cái hội thánh thì ví dụ như cái ban nhạc, người ta phải tập với nhau, khớp với nhau thì mới đánh được, chứ không được mỗi ông cầm một cái đàn mà cứ thế đến hội thánh ông cầm đàn bầu, ông cầm trống, ông cầm chập chọa mã la kêu lên, mỗi ông đánh một kiểu lốt xộn hết lên thì không ai vào được trong buổi thờ phượng này. Tất cả các nhạc cụ đều có thể sử dụng, tuy nhiên không có nghĩa rằng là mình có thể tự mang nhạc cụ đến hội thánh mà mình đánh, mà phải tập với ban nhạc để nó ăn khớp với nhau, chứ không phải nhạc cụ ông này đánh nốt đô, ông kia đánh nốt pha, ông kia đánh nốt dê, ông này đánh cam thứ, ông kia đánh cam thường thì không thể nào ai hát được. Samuel thứ nhì đoạn 6 câu 14: David mặc áo ephod và vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Khi mà David rước hòm giao ước của Chúa về Jerusalem thì sao? Ông làm gì? Ông làm gì ạ? Ông nhảy múa hết sức. Quý vị đấy mà, nhảy múa hết sức để ca ngợi Chúa. Cho nên đôi khi đấy, cái việc tiếng Anh gọi là setup ở trong cái phòng nhóm nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là với những cái phòng mà chúng ta xếp ghế như thế này thì có thể rất là dễ dàng chúng ta nhấc ghế lên, chúng ta để sang một bên cần thì chúng ta có thể nhảy múa. Nhưng mà nếu mà với những cái ngồi mà cái ghế mà nó bị chặt kín này, là một này, cái phòng nó nhỏ quá, số lượng người đông quá, hoặc là cái ghế nó là những cái ghế mà nó làm cho người ta rất là khó có thể di chuyển thì rất là khó mình có thể nhảy múa được. Chứ mà Chúa thường thường chúng ta sẽ nhảy múa khi nào? Khi chúng ta vui, cảm xúc cho nó lên. Khi nào chúng ta khóc, buồn, hoặc là không phải là buồn nhưng mà cảm động đấy là những cái cảm xúc tự nhiên của con người. Có phải mà chúng ta đến với Chúa thì chúng ta có cần phải dồn nén cái cảm xúc tự nhiên đấy không? Chúa không dạy chúng ta làm những việc như thế, không cần phải dồn nén cái cảm xúc tự nhiên. Khi
chúng ta vui mừng, chúng ta có thể nhảy múa ca hát. Khi chúng ta cảm động, chúng ta có thể khóc. Tuy nhiên, ở trong hội thánh là một tập thể. Là một tập thể thì chúng ta làm cho nó hòa hợp. Nhưng mà cái sự hòa hợp đấy không có nghĩa là chúng ta không được phép làm. Nhưng mà phải làm cho nó hòa hợp. Ví dụ như là khi mình đang hăng quá, đang phấn khích quá, mình đang nhảy múa, nhưng mà người hướng dẫn bảo xin mời anh chị em ngồi. Người kia bảo không, tôi đang hăng quá, tôi đang muốn, đang cảm động của tôi không muốn ngồi. Cho hát tiếp đi. Như thế là tạo ra sự lộn xộn ở trong hội thánh rồi. Mặc dù là mình được thờ phượng Chúa trong sự tự do, nhưng mà tự do trong trật tự, chứ không phải tự do trong sự lộn xộn. Hoặc là cái khi mà mọi người đã ngồi xuống, đã ổn định hết tất cả rồi, nhưng mà mình đang cảm động quá, mình khóc. Thì mình khóc thì cũng được thôi, nhưng mà mình khóc một mình thôi. Không khóc, khóc rú lên. Chúa đang cảm động lòng tôi, đừng có cản trở Thánh Linh, sự vận hành của Thánh Linh. Thế những người đấy là những người bất bình thường. Vì sao? Đấy là những người hơi bị quá khích. Đấy mới là quá khích. Quá khích khi mà mình không biết giới hạn. Vì thực ra trong hội thánh của Chúa, tuy từng hội thánh khác nhau, nhưng mà với hội thánh của chúng ta, mọi người được tự do bày tỏ cái tấm lòng của mình đối với Chúa. Tuy nhiên tất cả, dù ở hội thánh nào chăng nữa, thì đều có trật tự của nó. Không phải là Chúa cảm động tôi thích làm gì thì làm. Sử ký thứ nhất đoạn 16 câu số 9, hãy ca hát cho Ngài. Khi mình nói ca hát là bao giờ vẫn liên quan tới nhịp điệu, nhạc điệu. Có những cái bài hát ấy, nó như là giai điệu thứ. Giai điệu thứ thì nó rất là buồn, và giai điệu trưởng thì nó sáng. Giai điệu thứ ví dụ như những cái bài hát là gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa. Đó là giai điệu thứ. Thì nó trầm tĩnh và nó buồn. Những cái bài giai điệu trưởng thì nó sẽ sáng hơn. Nguyện chúng ta Chúa muôn đời, nó cũng là những bài hát chậm, nhưng mà nó sáng hơn so với những giai điệu thứ. Thế thì khi mà những cái người mà người ta tham gia và hướng dẫn, người ta sẽ chọn những cái bài hát mà nó thường thường nó sẽ phù hợp với cái bài giảng của mục sư về mặt nội dung và về mặt tinh thần. Ví dụ như gần đến cái lễ ngày Chúa chịu chết thì người ta sẽ chọn tập hát những cái bài có liên quan đến ngày Chúa chịu chết. Rồi gần đến ngày mà Chúa sống lại thì người ta chọn những cái bài gần với Chúa, nói về cái sự sống lại của Chúa. Thì thường thường nó sẽ là như thế. Và có đôi khi thì cái người hướng dẫn, người ta sẽ cầu nguyện và Thánh Linh của Chúa cảm động người ta để chọn cái bài gì, ta sẽ chọn bài đấy. Hoặc có khi cái người hướng dẫn người ta biết ít bài, biết 100 bài thôi chẳng hạn, thì người ta chỉ chọn trong số 100 bài đấy thôi. Nhưng mà cái người hướng dẫn người ta sẽ biết 1000 bài thì người ta, cái sự chọn lựa người ta sẽ rất là rộng. Đó. Thế thì dù là chúng ta có hát những cái bài nào chăng nữa đấy, thì cái quan trọng nhất vẫn là nó phải xuất phát từ trong tâm linh của chúng ta xuất phát ra. Chúng ta dùng sức lực của mình kết nối với tâm linh của mình để thờ phượng Chúa. Thi Thiên đoạn 7, đoạn 87 có số 7, những kẻ hát sướng và những kẻ nhảy múa. Anh chị em thấy không ạ? Thường thường là trong Kinh Thánh Cựu Ước ấy, chúng ta thấy luôn luôn có những cái này, hát sướng và nhảy múa. Các suối tôi đều ở trong Ngài. Điều đầu tiên chúng ta biết là khi chúng ta thờ phượng Chúa là chúng ta đang kết nối đối với Thánh Linh, đang kết nối đến với Chúa và kết nối với sự sống. Thật ra ngôn ngữ và âm nhạc là cách kết nối rất tốt. Khi chúng ta hai người mà nói chuyện với nhau á, thì chúng ta mà hiểu nhau thì chúng ta sẽ kết nối được với nhau. Nhưng mà một người nói chuyện với người khác, nói chuyện với người nước ngoài mà mình không biết biết tiếng của người ta và người ta không biết tiếng của mình thì có kết nối được không ạ? Rất khó kết nối, chỉ dùng vài động tác chân tay thì nó cũng rất là giới hạn. Nhưng mà khi tôi hiểu hết những gì anh nói và anh hiểu hết những gì tôi nói, mặc dù không cùng dân tộc, không cùng ngôn ngữ mẹ đẻ, tiếng mẹ đẻ, thì lúc đó chúng ta bắt đầu kết nối được phần tâm hồn với nhau. Và khi kết nối tâm hồn, tâm trí thì sẽ kết nối được nhiều những cái khác. Thì chúng ta cũng dùng ngôn ngữ để kết nối với Chúa, là trong đó có tiếng mẹ đẻ, trong đó có tiếng lạ. Tiếng lạ cũng là một cái ngôn ngữ dùng để kết nối với Chúa. Có người bảo là thế nói tiếng lạ mà đâu có hiểu mà. Nếu mà hiểu thì đâu còn phải là tiếng lạ. Có phải không anh chị em? Nếu mà hiểu đâu có phải là tiếng lạ.
Là tiếng lạ là tiếng cái ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ đối với mình. Còn hiểu khi nào? Khi Chúa ban cho mình cái ân tứ thông giải, hoặc Chúa ban cho một người khác ân tứ thông giải, thì lúc đó mình mới hiểu. Nhưng tại sao không hiểu mà mình vẫn sử dụng? Bởi vì cái ngôn ngữ dùng để làm gì? Để kết nối. Khi chúng ta mở miệng ra nói âm thanh gì đó, Thánh Linh cảm động lòng chúng ta, thì Ngài sẽ sử dụng ngôn miệng của chúng ta để kết nối đối với Chúa và kết nối đối với thế giới của thiên đàng. Âm nhạc cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta bắt đầu mở miệng ra hát, phát ra các âm thanh, cái sự khác nhau là gì? Khi chúng ta nói thì nó không có âm điệu, không có lên xuống, không có giai điệu. Nhưng khi chúng ta hát thì ngoài cái ngôn ngữ, ngôn từ ra thì nó còn có giai điệu, lên xuống đó. Thì về xét về trên mặt giữa con người với con người thì mọi người sẽ thấy khi lúc nào mà âm nhạc được cất lên thì cái lòng của mình sẽ cảm thấy rất là hòa vào trong cái âm nhạc đó. Khi mọi người nghe cái nhạc nhanh thì yên chân mình đập. Khi mình nghe cái nhạc chậm thì sao? Tự nhiên là tâm hồn của mình sẽ hòa với cái nhịp điệu cái nhạc đó. Thì trong cái thế giới linh cũng như thế đó. Thế giới ánh sáng và thế giới bóng tối cũng đều dùng âm nhạc để kết nối. Thế giới bóng tối thì nó dùng âm nhạc để kết nối đối với tà linh, với ma quỷ và Satan. Còn thế giới ánh sáng chúng ta dùng âm nhạc để kết nối với Chúa, các thiên sứ của Chúa. Trong sách Khải Huyền 4:8 nói rằng là các sinh vật ấy mỗi con có 6 cánh chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào nói luôn không dứt, thánh tay là Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng, đấng trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Chúng ta thấy cái sự mô tả trong Kinh Thánh là gì? Ngày đêm đều tung ngợi Chúa, đều ca ngợi Chúa, đều hô lên thánh thay. Rồi các thiên sứ đều hát ca ngợi Chúa. Chúng ta có biết Lucifer, cái chức năng chính của Lucifer là gì không ạ? Để thờ phượng, nó tạo lên để thờ phượng Chúa. Chúa tạo lên Lucifer để thờ phượng Chúa, anh chị em. Thế sau khi mà Lucifer sa ngã thì cái chỗ đấy dành cho ai? Dành cho hội thánh của Ngài. Thế nếu mà hội thánh không có thờ phượng Chúa thì ai sẽ thờ phượng Chúa đấy? Vì Lucifer được tạo lên để thờ phượng Chúa và dẫn cả thiên đàng để thờ phượng Chúa. Bây giờ Lucifer đã bị mất cái vị trí đó rồi. Chúa có tạo lên các thiên sứ khác để thay thế cho Lucifer không? Không. Chúa dùng chúng ta, dùng hội thánh để thờ. Và khi mà chúng ta thờ phượng Chúa thì chúng ta kết nối với Chúa để kết nối với nguồn sự sống của Ngài. Thi Thiên đoạn 22 câu số 3. Còn Chúa là thánh, Ngài là đấng ngự giữa sự khen ngợi của Israel. Quý vị thấy không? Chúa là thánh, Ngài ngự giữa sự khen ngợi. Ngày xưa tôi làm việc với công an tôn giáo. Thời kỳ ngày xưa còn bắt vớ nhiều lắm. Cứ nhóm thế là ít bữa là công an có mặt. Hay công an nói chuyện tôi, tin lành dễ phát hiện lắm. Mà biết thế, mọi người thấy dễ phát hiện không ạ? Bởi vì cứ tin lành nhóm ở đâu là hát ở đấy. Theo tôn giáo khác thì có thể giấu giếm được, cứ tin lành ngồi đâu là hát. Mà là hát thì làm sao mà giấu giếm được. Tại sao chúng ta hát? Chúa là thánh, Ngài ngự giữa sự khen ngợi của Israel. Thế chúng ta không hát, Chúa có ngự giữa không? Tất nhiên không phải là cứ phải hát Chúa với mới ngự giữa. Vì chúng ta có rất nhiều những câu kinh thánh khác để nói về sự hiện đến của Chúa. Nhưng một trong những điều để đem sự hiện đến của Chúa đó chính là sự soi khen và thờ phượng. Một trong những điều để đem đến sự hiện đến của Chúa đó là soi khen và thờ phượng. Khi chúng ta sống hòa thuận với nhau, hiệp một với nhau cũng đem đến sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà không phải chỉ duy nhất cái việc đó đâu. Chúng ta có nhiều chỗ khác nhau và chúng ta phải sống với tất cả những câu kinh thánh đấy, chứ không phải chỉ sống với một hai câu kinh thánh mà mình biết đâu. Chúa là thánh, Ngài là đấng ngự giữa sự khen ngợi của Israel. Cho nên khi mà chúng ta muốn sự hiện diện của Chúa đến thì
Việc đầu tiên là chúng ta phải hát. Quý vị nghe giảng, nghe đọc Kinh Thánh là Chúa nói với mình. Còn khi mà mình cầu nguyện và mình hát là mình nói với Chúa. Tất cả hai việc đó đều quan trọng. Chứ không phải vì Chúa nói với mình là quan trọng, nhưng còn mình nói với Chúa thì không quan trọng đâu. Tất cả các việc đó đều quan trọng. Chúng ta không cho cái việc nào là quan trọng hơn việc nào hết. Mình cần lắng nghe lời Chúa, nhưng mình cũng cần hát ca ngợi Chúa và thờ phượng Chúa. Cho nên là chúng ta hát để làm gì? Để gặp gỡ Chúa, để kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Chứ không phải là chúng ta hát đến giờ thờ phượng Chúa, chúng ta hát 3 bài, 5 bài xong rồi mình dừng lại. Hát đến chừng nào mà mình cảm nhận thấy sự hiện diện của Chúa đến trong hội thánh thì thôi. Quý vị có mang cho mình một cái tâm lý là một buổi lễ chỉ kéo dài 1.5 tiếng, 2 tiếng không? Hội thánh mình thì dài hơn nữa. Từ 8:30 đến 11 giờ là mấy tiếng? 2.5 tiếng. Có nhiều người phải nhóm lâu quá. Quý vị biết không, có những hội thánh người ta nhóm thông từ sáng đến chiều luôn. Sao mình lại nhóm chủ nhật ngay, chủ nhật là ngày mình dành cho Chúa mà. Chúng ta khi mà chúng ta ở nhà đấy, chúng ta hát rồi chúng ta cầu nguyện, đấy là chúng ta thờ phượng riêng. Còn ngày chúng ta tập hợp đây gọi là thờ phượng chung. Đó, nó khác biệt là như vậy đấy. Thờ phượng riêng ấy thì mình muốn kiểu gì cũng được, nhưng thờ phượng chung ấy là hòa nhịp cùng với mọi người. Thờ phượng có những môi trường đấy, có những điều ấy không cần tập thể Chúa vẫn hành động, nhưng có những điều ấy không có tập thể Chúa không hành động. Quý vị có hiểu điều này không ạ? Tại sao Chúa dạy chúng ta chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, mà mình không cứ ở nhà mình nhóm cho xong đi về tập hợp làm cái gì? Hebrew là Chúa dạy chớ bỏ qua sự nhóm lại mà. Còn Chúa là thánh ngày ngự giữa sự ngày khen của Israel, của dân sự Ngài. Có những cái vấn đề là không cần phải đến hội thánh thì Chúa biết, nhưng có những vấn đề không có tập thể Chúa không hành động, Chúa không làm. Nên khi mà chúng ta nhóm lại với nhau, chúng ta điều quan trọng nhất là gặp gỡ được Chúa, chứ không phải hoàn thành một cái các cái buổi nghi lễ của một ngày chủ nhật đến đấy hát xong rồi dự tiệc thánh rồi dâng hiến rồi nghe giảng rồi cầu thay rồi về, tuần nào cũng lặp lại như tuần nào, bản thân lặp lại nhiều quá mình cũng cảm thấy chán đó. Quan trọng nhất là phải gặp gỡ được Chúa, đem được sự hiện diện của Chúa đến trên hội thánh của Ngài. Sách Sử Ký thứ 2 đoạn 5 câu số 13: xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người. Mọi người thấy sự hiện một chưa? Kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh, đồng thanh hòa nhau như một người ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va. Và khi họ trổi tiếng kèn chập chòa nhạc khí lên ngợi khen Đức Giê-hô-va rằng Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền Đức Giê-hô-va bị mây. Mây chính là biểu tượng của sự hiện diện Chúa. Mây đến khi nào? Sự hiện diện Chúa đến khi nào? Khi người ta thổi kèn ca hát hòa thinh cùng với nhau như một người cảm tạ ca ngợi Chúa, các nhạc khí nhảy lên tung hô danh của Chúa, các đời, lúc đó thì sự hiện diện của Chúa mới đến rồi. Chúng ta khao khát vinh quang của Chúa. Và khi vinh quang của Chúa đến thì sao? Thường sẽ là chữa lành này, giải cứu này, rồi các phép lạ xảy ra, các cái phước hạnh được bày tỏ. Càng ở trong sự hiện diện của Chúa thì càng kinh nghiệm nhiều điều tốt lành. Và mà muốn được ở trong sự hiện diện của Chúa đó thì sự thờ phượng đồng thanh hòa thanh. Nên trước khi đến đây là mình đã cần phải chuẩn bị tâm lý để gặp gỡ Chúa rồi, chứ không phải chuẩn bị tâm lý để mấy giờ ra về. Amen anh chị em. Chuẩn bị tâm lý mong ước gặp gỡ Chúa, nhưng mà chuẩn bị để vừa đến cái đã nghĩ đến giờ về. Một sự giảng lâu cái là cũng sốt ruột, hát lâu thì cũng là sốt ruột. Tôi tin Chúa năm 1992 đến năm 1997, tôi được gặp gỡ Chúa và đã bắt tên cho Thánh Linh cầu nguyện tiếng lạ. Và từ khi tôi được kinh nghiệm
Cộng với tiếng Lạc là tôi bắt đầu say mê Kinh Thánh, say mê Chúa. Thời kỳ đó còn dùng đài cassette, ấy, các cái băng cassette. Và không có internet, không có YouTube. Như bây giờ quý vị rất là tiện. Có YouTube quý vị cứ lên trên mạng, muốn nghe thánh ca gì cũng có, muốn nghe bài giảng gì cũng có, Tây Tàu, Đông Tây Nam Bắc đều có hết. Thời kỳ đó không có. Lúc đó là tầm chiều thì bố mẹ tôi đi làm, tôi ở nhà tôi đóng kín cửa lại. Tôi vẫn nhớ cái đài cassette đấy. Tôi đóng kín cửa để đảm bảo không có bên ngoài người ta không có để ý đến mình. Tôi bật đài cassette lên, những cái nhạc thảo vượng và tôi hòa mình vào cái nhạc đấy. Tôi lăn lộn một mình ở trên đấy, quỳ gối xuống đưa tay lên thờ phụng Chúa. Mà mình thờ phụng Chúa, mình cảm nhận một cái dòng sông sự sống của Chúa nó chảy đến một cách rất là mạnh mẽ. Mà những cái bài hát đấy là những bài hát nào quý vị không? Thánh ca có rất nhiều loại thánh ca. Có những cái loại thánh ca cổ là những cái bài thánh ca được sáng tác mấy trăm năm trước, thì phần lớn những cái bài thánh ca đấy nói về sự cứu rỗi. Bởi vì khi mà cái cuộc cải chánh của Martin Luther thành công ấy, thì người ta sáng tác rất nhiều về ân điển, về cứu rỗi, về sự tha thứ của Chúa. Đó là những bài thánh ca đấy. Rồi những cái bài thánh ca hiện tại gần đây ấy, thì phần lớn các bài thánh ca đấy lại nói về những sự thờ phượng, như là đưa đôi tay lên cao con thờ phượng Chúa, với cả tâm linh con đã hướng về Ngài. Rồi cái giai điệu thì nó khá hay, nhưng mà cái nội dung của nó thì phần lớn các bài đều na ná giống nhau, đều nói là con yêu Chúa, con thờ phượng Chúa. Thì tất cả những điều đấy đều tốt, nhưng có một cái dạng bài hát ấy, mà tôi nghe và cái giai đoạn tôi mới gặp gỡ Chúa ấy, là những cái bài hát mà được sáng tác ở cái thời kỳ thế kỷ thứ đầu thế kỷ thứ 20, cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Những cái bài hát đấy nó được sáng tác gắn liền với cái gì? Gắn liền với cái sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh trên hội thánh của thế giới, chứ không phải trên Việt Nam nhé. Rồi ngay cả ở Việt Nam, ở đây Việt Nam cái giai đoạn đó là dịch những cái bài đấy ra từ tiếng Anh ra tiếng Việt để hát. Và trong đó có những bài như là lòng con khiêm cung khi nhìn lên cha anh, lòng con yên vui. Nhiều những cái điều bài đấy là được sáng tác trong cái giai đoạn mà khi Thánh Linh tuôn đổ xuống trên hội thánh, thì sản sinh ra cái phong trào ngũ tuần và ân tứ. Thì lúc đó là những cái bài hát đấy là những bài hát rất mới đối với tôi, rất là mới. Bởi vì tôi sinh ra ở hội thánh truyền thống thì phần lớn là hát những cái bài thánh ca về ân điển cứu chuộc, về sự tha thứ, về việc Chúa Giêsu là bạn, như ôi Giêsu Chúa ta là bạn thân bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta. Thì những cái bài đấy rất tốt, nhưng mà cái hát đi hát lại nhiều là mình cũng nhảm. Rồi khi mà tiếp cận với một cái luồng bài hát mới và cái giai điệu của nó rất khác so với thánh ca cổ. Bởi vì thánh ca cổ người ta sáng tác những cái bài thánh ca nó phù hợp với công chúng, cái giai điệu nó từ từ rất rất dễ hát. Tâm tự tôi tin cái gì? Tập từ ngay trước mắt, nhân thế sau lưng rồi, quyết đi theo Giê-xu, tôi quyết đi theo ai. Tập từ tôi đứng đấy, cái kiểu như thế thì ai cũng hát được, rất là dễ hát. Nhưng mà những cái bài thánh ca mới này thì cái giai điệu của nó phóng thoáng. Quý vị thấy cái giai điệu rất là phóng thoáng, nó không cần nhất thiết là mọi người phải hát theo. Cứ sáng tác theo cái cảm xúc và cái tâm hồn của cái người viết nhạc cũng được. Thì tôi được tiếp cận với những cái dòng nhạc đấy và tôi được gặp gỡ Chúa. Và khi được tiếp cận thì bắt đầu là tâm hồn tôi bị bám chặt vào những cái giai điệu đấy. Và bắt đầu có những buổi tôi thường xuyên là cứ đóng chặt phòng lại vào cái giờ mà không ai ở nhà, và tôi thờ phượng theo cái cassette đấy. Mình lăn lộn đối với Chúa, mình hát, mình tuôn đổ với Chúa, và càng lúc thì tâm hồn của mình càng mở rộng ra đối với Chúa. Và khi tâm hồn mình càng mở rộng ra thì cái của Chúa sẽ càng đổ vào mình nhiều hơn. Nó là một cái điều rất quan trọng khi mà tâm linh, tâm hồn của mình mở ra đối với Chúa. Và khi mở ra đối với Chúa thì sự sống của Chúa bắt đầu tuôn đổ cho mình. Cho nên là bài hát, chúng ta có thể có nhiều bài để chúng ta hát, nhưng cũng cần có những cái khoảng thời gian để chúng ta hát những cái bài mà chúng ta dễ dàng để tuôn đổ tâm linh của mình ra đối với Chúa và sự hiện diện của Chúa. Và đây là điều chúng ta mong ước này.
mây lấp đầy. Quý vị nói đây là mây, mây thật hay là mây trong cảnh tượng? Mây thật hay là mây, mây ở trong mơ? Mây thật hay là nhắm mắt mình và vào nhìn đấy. Theo Kinh Thánh mô tả đây là mây gì? Đây có phải là mây vật lý không? Không phải mây vật lý, là mây gì? Mây trời nào? Khải tượng có nghĩa là không phải là thật, không phải là vật lý. Vật lý là mình có thể nhìn thấy, có thể chứng nghiệm đấy, có thể sờ thấy, có thể nắm thấy, đấy là vật lý. Thế còn khải tượng chỉ là những cái vô hình, mình không, mình nhìn thấy, người khác không nhìn thấy, đấy gọi là cái gọi là khải tượng, những cái vô hình, những cái tâm linh. Còn vật lý là những cái gì người ta, tất cả mọi người đều có thể sờ được, nắm được, động chạm được, mới gọi là vật lý. Thì theo những cái sự mô tả đây là mây vật lý hay là mây thấy trong khải tượng? Ai nhìn thấy khải tượng? Đây là mây vật lý. Đây là mây vật lý. Đôi khi là ngày hôm nay chúng ta ở trong tân ước này, mình vì mình không trải nghiệm đấy, cho nên đôi khi mình cứ nghĩ suy cái gì cũng ra khải tượng. Đây là mây vật lý. Khi mà mọi người thổi kèn ca hát đồng tinh thờ phụng Chúa thì có mây hiện đến. Nhưng mà anh chị em chúng ta từ ngày mình tin Chúa, mình đã bao giờ trải nghiệm cái điều này chưa? Đã thấy mây vật lý hiện đến ở trong cái buổi thờ phượng của chúng ta? Đã thấy gió vật lý, đã thấy lửa vật lý hiện đến biểu hiện trong cái buổi thờ phượng chúng ta chưa? Và đấy là điều chúng ta phải khao khát để sự hiện diện của Ngài hiện đến mà chúng ta có thể dở chạm được. Tất nhiên chúng ta đã kinh nghiệm những quyền phép trong buổi thờ phượng, như là sự chữa lành bệnh tật, rồi tà ma, những người bị tà ma ức hiếp được giải phóng, đấy cũng là kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Nhưng nó chưa phải chỉ dừng lại như thế đâu, còn nhiều điều lớn lao hơn nữa Chúa có thể làm khi mà chúng ta thờ phượng Chúa hết lòng, kinh nghiệm được sự hòa nhịp trong tâm linh, trong tinh thần và đồng một lòng một ý với nhau trong vinh quang của Ngài. Điều thứ hai đó là chúng ta thờ phượng Chúa để đuổi đi những cái buồn thảm và những cái sầu não. Jeremy đoạn 31 câu số 13. Bấy giờ gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa, các người trai trẻ và các ông già cũng sẽ vui chung, vì ta sẽ đổi sự sầu thảm chúng nó ra vui mừng, yên ủi chúng nó, khiến được hớn hở khỏi buồn thảm. Khi mà chúng ta buồn thì chúng ta sẽ có xu hướng tự nhiên, đó là khóc, ủ rũ ngồi, và là còn có một xu hướng đó là thích san sẻ nỗi buồn bằng cách gọi điện cho người khác, bắt đầu tâm sự. Tôi xin hỏi thật anh chị em nhé, là mọi người có thích được, thích người khác gọi điện cho mình kể lể tâm sự những chuyện buồn không? Mình không thích, tại sao mình làm việc đấy với người khác? Mà nói một hai câu, nói 5-3 phút thì có khi mình ok, mình nghe được. Nhưng mà khi người ta đã đau buồn thì người ta không nói 5-3 phút đâu. Khi mà đã đau buồn, người ta nói dài dòng dê lê thế. Đôi khi mình nói muốn dập một phát điện thoại cho nó xong, nhưng mà ngại quá, dập sợ người ta phản ý. Cái cách mà chúng ta giải quyết cái nỗi buồn của chúng ta, đó là nhảy múa vui mừng. Khi chúng ta nhận sự vui mừng từ nơi Chúa thì sẽ phá tan cái linh của sự buồn rầu. Khi chúng ta buồn rầu á, sầu não á, mà chúng ta không giải quyết nhé, thì nó sẽ dẫn đến một cái như này này. Bởi vì cảm xúc buồn rầu á, sầu não á, đó là cảm xúc tiêu cực. Chúng ta buồn rầu trong cái cách chúng ta ăn năn thì nói khác. Nhưng mà buồn rầu vì những cái tác động phía bên ngoài, ví dụ như là có nan đề xảy đến làm cho lòng của mình buồn rầu này, sầu não này, rồi người thân của mình qua đời này, đôi khi có một cái loại buồn rầu đó, buồn vì không hiểu vì sao tôi buồn ấy. Thì nếu như mà những cái cảm xúc tiêu cực ấy nào mà nó cứ ở trong tâm trí chúng ta lâu ấy, ngày xưa tôi chưa hiểu điều này, khi tôi bước vào trong chức vụ giải cứu tôi mới hiểu rằng
những người nào mà nuôi dưỡng cảm xúc tiêu cực nhé, thì người đấy đang mời tà linh đến hủy diệt mình. Mặc dù cái buồn của mình rất có lý, người thân tôi qua đời này, tôi mất tiền này, rồi tai nạn xảy ra vân vân, rất có lý thì phải không ạ? Nếu mình không kiểm soát cái cảm xúc tiêu cực đấy nhá, mình cứ để cái cảm xúc tiêu cực đấy nó lưu trú trong tâm hồn của mình nhá, anh chị em hãy cẩn thận, mình mời tà linh đến đấy. Và khi cái tà linh đó nó đến đấy, nó sẽ đến trong một cách thức mà đôi khi mình không biết, không nhận thức, và nó sẽ đem đến bệnh tật cho cơ thể mình. Nên Kinh Thánh nói rằng lòng buồn rầu làm xương cốt khô héo, trí nao sờn làm xương cốt khô héo, nhưng lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay. Khi chúng ta vui mừng, cảm xúc tích cực đến ấy, thì sự sức giàu và những cái của Chúa nó có thể tác động và gây đem lại sự chữa lành cho cơ thể chúng ta. Ngày trước tôi không hiểu đâu, tôi không hiểu điều này. Khi bắt đầu đi sâu vào chức vụ giải cứu thì tôi hiểu, tôi biết là thế hóa ra là có những cái cảm xúc của mình mà bị nó lừa mình không biết. Đặc biệt những người mà buồn vu vơ nhé, anh chị em nhé, không phải của Chúa đâu, anh chị em hãy cẩn thận, buồn vu vơ đấy, không phải của Chúa đâu. Này còn cố ngồi để tạo ra cảm xúc buồn rầu để viết ra bài thơ, bài hát nữa thì lại cẩn thận. Tôi thích làm thơ và tôi tiếp xúc với thơ với nhạc từ khi còn bé, cho nên tâm hồn của tôi gắn liền với thơ và nhạc. Nhưng khi mà trưởng thành trong Chúa, tôi phải nhận thức và hiểu điều rằng là cái gì nó tự nhiên cứ để cho nó tự nhiên, đừng cố tạo ra. Vì không cẩn thận ấy, mình mời tạo định cái đấy. Ê-sai đoạn 35 câu số 10: những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về ca hát mà đến Sion, sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ, họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ và sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Anh chị em thấy không? Những người thuộc về Chúa sao ạ? Ca hát này, vui vẻ, mừng rỡ, còn sự buồn bực thì sẽ trốn đi. Chúng ta thấy cái sự đối lập giữa hai cái cảm xúc này không ạ? Buồn bực than vãn này, vui vẻ mừng rỡ này, những cái gì cho nên khi mà Chúa đến, khi những cái thuộc về Chúa đến thì tất cả những gì thuộc về tiêu cực nó sẽ phải tan biến hết. Cho nên nếu mà cuộc đời mình đi theo Chúa, mình cứ suốt ngày than vãn, suốt ngày buồn rầu, những cảm xúc tiêu cực nhiều ấy, thì phải xem lại. Điều này rất nghiêm túc anh chị em nhé. Nếu mà cái cảm xúc tiêu cực nó đến thường xuyên ấy, mà cái người mà mình gặp mà mình thấy người ta cứ hay than vãn, hay mình hay là người đi than vãn người khác, thì có vấn đề. Cái tay nói khi mà Chúa đến thì sao? Sự vui vẻ mừng rỡ sẽ ở trên đầu họ và sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Thế tại sao mình đi theo Chúa, mình nói mình yêu Chúa mà mình suốt ngày buồn rầu và than vãn? Là mình đang có một cái linh khác với linh của Đấng Christ rồi, không phải linh của Đấng Christ rồi. Nehemi là 8 câu số 10 phần B: chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của chúng ta. Một chị em ở Đắk Lắk, tôi có đăng lên trên YouTube ấy, được giải cứu ra khỏi rất nhiều tà linh. Khi mà được giải cứu ra khỏi, trước khi giải cứu ra khỏi tà linh thì bị bệnh tật rất nhiều, không? Con gái nhưng mà bụng to đùng, không phải có chữa, mà thận hỏng, tất cả các cơ quan nội thận đều hỏng hết. Cho nên bụng to lên, lông mày lông mi rụng hết, móng tay rụng hết, mặt xám thẳng, chồng không có sức sống, không có như người sắp chết, bệnh viện trả về. Và do tà linh nó nhiều lắm. Sau khi được trục xuất ra khỏi các tà linh thì cơ thể được phục hồi, cứ phục hồi trở lại, bây giờ bình thường. Không phải chỉ như vậy, khi mà Chúa đến, linh của sự vui mừng đến, vừa đặt tay cái cầu nguyện cười, cười. Hôm sau gặp lại và mục sư ơi, em cười cả đêm, cứ nhìn thấy chồng là cười. Hôm sau gặp lại cười tiếp, cứ nhìn thấy mặt là cười. Thế lúc nào cũng cười. Linh của sự vui mừng sẽ đuổi đi linh của sự than vãn.
Khi mà chúng ta vui mừng, chúng ta sẽ được sức mạnh. Khi mà chúng ta buồn thảm thì không có cái làm nổi được cái gì hết. Cho nên để đuổi đi cái sự buồn thảm thì chúng ta phải có cái sự nhận được cái linh sự vui mừng từ nơi Chúa. Khi nhận được sự vui mừng, linh sự vui mừng từ nơi Chúa thì chúng ta sẽ có sức mạnh rất là lớn. Và để nhận được linh của sự vui mừng đấy thì chúng ta không cách nào khác bước vào trong sự hiện diện của Chúa đâu. Bước vào trong sự hiện diện của Chúa, thờ phụng Chúa, có khi hát, có khi cầu nguyện tiếng lạ, có khi công bố lời Chúa. Tất cả những gì mình có thể làm và khai phóng tiếp nhận linh của sự vui mừng, và lúc đó linh sự vui mừng sẽ đến. Paulo nói rằng là vui mừng mãi mãi và cầu nguyện không thôi mà. Nhưng mà trong thực tế mình có thể nói làm thế nào mà tôi vui được khi mà cuộc sống có nhiều nan đề quá. Mình vui mừng là cố gắng của xác thịt hay là mình vui mừng là do sự tôn đổ của Thánh Linh? Nếu mà cố gắng xác thịt làm sao mình vui được anh chị em? Làm thế nào mà vui mừng mãi mãi và cầu nguyện không thôi được? Mình chỉ có thể có được điều đó ở trong sức mạnh và sự sức giàu của Đức Thánh Linh thôi. Thế muốn vậy thì chúng ta cầu nguyện bước vào trong phòng. Có khi nếu một mình ấy, đóng phòng lại một mình cứ bật thánh ca lên. Những cái bài nào mà mình cảm thấy dễ dàng để muốn tuôn đổ tâm linh đến với Chúa, bắt đầu hát theo, bắt đầu cầu nguyện, bắt đầu cầu nguyện tiếng lạ, khai phóng theo, chúng ta sẽ nhận được sức mạnh từ Chúa. Điều thứ ba đó là chúng ta thờ phượng để chúng ta đánh bại kẻ thù. Thờ phượng khi chúng ta tham gia vào chiến trận ấy. Thi Thiên 149 câu 6 đến câu 9. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở đâu? Trong miệng của mình. Ai mở được miệng của mình? Chỉ có mình mở miệng của mình, ai mở được miệng của mình? Và khi mình mở miệng thì sao? Thanh gươm hai lưỡi. Mình đang vung ra thanh gươm hai lưỡi. Thanh gươm hai lưỡi ở trong tay họ đặng báo thù các nước, hình phạt các dân, đặt trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng chặt các tước vị chúng nó để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh ngài được vinh hiển tại Hallelujah. Okay. Nhưng khi chúng ta hát ca ngợi khen thờ phượng Chúa qua miệng của chúng ta, đấy là lúc mà chúng ta đang đánh bại. Amen. Và nhiều lần tôi cầu nguyện đuổi quỷ cũng làm như thế. Mình thờ phượng và khi thờ phượng thì nó chịu không nổi, nó bịt tai lại. Các bạn đừng hát nữa. Mình hát cho Chúa nghe, mình có hát cho nó nghe đâu, và nó bị tai. Và tại sao khi mình hát nó lại bị tai? Bởi vì khi mình hát thì sự hiện diện của Chúa đến, và khi sự hiện diện của Chúa đến thì nó sợ hãi thôi. Đúng. Mình có hát cho nó nghe đâu. Và ma quỷ rất là sợ khi mình hát ca ngợi và thờ phượng Chúa. Vì khi mình hát ca ngợi và thờ phượng Chúa là những giai điệu, những ngôn từ đấy được sự sức dầu từ nơi Chúa, không khác gì những thanh gươm chém thẳng vào cái tà linh đó. Năm 2000, tôi thờ phượng ở trong Sài Gòn, buổi thờ phượng khoảng 2000 người tập trung, các hội thánh tập trung vào. Tôi đang đứng ở đây, ở bên cạnh có người lăn là hét ầm ĩ mà chưa ai cầu nguyện nữa. Tôi máy nghe rằng người bên cạnh có người la bay đàn la hát âm ý lăn lộn đấy mà đã cầu nguyện đâu, khi chỉ đang thờ, mọi người đang thờ phượng Chúa và sự hiện diện của Chúa đến mạnh mẽ mà những người bị tà ma ức hiếp nó chịu không nổi. Sử ký thứ nhì đoạn 20 câu 22, đang lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Ammon, dân Moab và những kẻ ở núi Seir đến hãm đánh Giu-đa, các dân ấy đều bị bại. Anh chị em thấy không? Họ đánh trận bằng cái gì? Dân sự của Chúa đánh trận bằng cái gì? Đánh trận bằng sự ngợi khen, bằng sự ca hát. Khi họ ca hát thì Chúa khiến cho thiên sứ đánh bại kẻ thù. Cho nên cái việc mình hát rất quan trọng, nhưng mà là mình thích hát, hát không hát thì tốt. Mình hát đây là mình hòa thanh, mình đồng nhịp với tất cả anh chị em trong hội thánh để tạo ra một cái sức mạnh, để khai phóng sự sức giàu của Chúa và khai phóng thiên sứ của Chúa đánh bại kẻ thù. Amen anh chị em. Có một cái bài, một cái dạng bài hát nữa, lúc đấy tôi mới đề cập cho anh chị em là dạng bài hát của thế kỷ thứ 15, 16, 17, 18. Cái dạng thế kỷ đấy thì là phần lớn là những cái bài nói về sự ân điển cứu rỗi,
rồi những bài về sau thì nói về sự thờ phượng. Nhưng có một cái dòng nhạc nữa là dòng nhạc chiến trận. Cái dòng nhạc chiến trận là công bố sự chiến thắng của Chúa Giêsu và sự thất bại của ma quỷ. Ví dụ như cái bài hát là cái gì nhỉ? Hãy vỗ tay vui, hãy vỗ tay vui reo mừng lên vua chúng ta chính Giêsu. Thì đấy là những cái bài hát nó mang tính chất là công bố sự chiến thắng của Chúa, của chúng ta và sự thất bại của ma quỷ. Và hội thánh cần có nhiều những cái bài hát tương tự như thế được sáng tác, thay vì chỉ những cái bài hát thờ phượng Chúa, đưa đôi tay lên cao con thờ phượng Chúa, thì mình cần có thêm những cái bài hát chiến trận. Và đấy là bài hát mà rất ít có ở trong kho thánh ca Việt Nam, trong thế giới cũng ở trên thế giới này cũng ít, chứ không chỉ là ở Việt Nam. Thì đây là chúng ta hãy cầu nguyện để có nhiều bài hát như vậy được sáng tác ra. Samuel thứ nhất đoạn 16 câu 23, đang lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen Đức Giê-hô-va, đặt phục binh. Chúng ta bỏ công đánh, mọi người có thể về giúp tôi tự tra Samuel thứ nhất đoạn 16 câu số 23. Nên khi mà chúng ta ca hát là chúng ta đang chiến trận. Amen anh chị em. Điều thứ tư đó là chúng ta thờ phượng Chúa khi chúng ta chiến thắng. Các quan sát đoạn 11 câu 34, Giép-thê trở về nhà mình tại Mích-ba, kìa con gái người ra đón trước người, có cầm trống nhỏ và nhảy múa. Nàng là một con gái, là con của một người ngoài, con một của người, xin lỗi, ngoài nàng chẳng có con trai hoặc con gái nào khác hơn. Quý vị nếu mà khi Giép-thê chiến thắng trở về thì con gái ra đón rước, cầm trống cơm nhỏ nhảy múa. Nên khi mình chiến thắng là quý vị thấy trong các cuộc chiến thắng của dân tộc Việt Nam và các dân tộc trên thế giới thì bao giờ cũng có sự vui mừng, reo hò, nhảy múa, hát ca. Có phải không ạ? Chúa chúng ta là đấng thất bại hay chiến thắng? Chúa chúng ta là đấng chiến thắng, tại sao chúng ta không nhảy múa, hát ca được? Đó. Mà cứ phải cầm đứng im, rồi cầm quyển thánh ca, vỗ tay không được. Chúa của chúng ta đấng chiến thắng là mình có thể. Quý vị thấy hội thánh không dùng thánh ca này đấy. Mà dù bây giờ nó cũng có cái tiện lợi để dùng máy chiếu. Khi chúng ta cầm tay mà cầm quyển thánh ca làm sao mình vỗ được? Tay mà vừa nhìn đây làm sao mà mình nhảy hết được? Vừa nhảy vừa nhìn làm sao mà làm được? Nhưng khi mà chúng ta buông bỏ được cái quyển thánh ca, nhìn đây hoặc là thuộc cái bài hát, thì chúng ta có thể nhảy vỗ tự do được. Còn đôi khi ấy, chúng ta chú trọng quá và nhiều những cái lời bài hát là khiến cho mình không được tự do và thật thật. Mình không thuộc cũng không sao mà. Mình âm mưu theo cái giọng nhịp điệu không sao mà. Quan trọng nhất là mình hòa nhịp được cùng với mọi người và mình tự do, mình thờ phượng, mình búa. Cái điều đấy rất quan trọng. Samuel thứ nhất đoạn 29 câu số 5, há chẳng phải David này mà người nữ hát trong cuộc nhảy búa rằng Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Sau khi David giết Goliath thì sao ạ? Những người nữ ca hát và nhảy múa, quý vị thấy không ạ? Trong chiến thắng bao giờ hôm qua ca hát nhảy múa. Khi chúng ta nhóm lại cùng với nhau là chúng ta đang công bố sự chiến thắng của Chúa. Chúng ta có thể ca hát nhảy múa và thờ phượng. Amen anh chị em. Tạ ơn Chúa. Vậy chúng ta sẽ thờ phượng Chúa khi nào? Chúng ta thờ phượng Chúa vào buổi sáng, thờ phượng Chúa vào buổi trưa, thờ phượng Chúa vào buổi tối, thờ phượng Chúa tất cả các ngày. Khải Huyền đoạn 4 câu 8 nói rằng các sinh vật thì ngay đêm lúc nào cũng không dứt để ca ngợi Chúa. Chúng ta ca ngợi Chúa 24/24. Tôi đi Mỹ để cầu nguyện ấy. Tôi đi đến Washington DC gần Nhà Trắng. Tình cờ tôi phát hiện ra một cái nhóm. Cầu nguyện ở ngay gần đấy. 24/24 người ta hát ca ngợi và thờ phượng. Đấy là ít nhất là một nhóm là tôi biết trực tiếp khi tôi đến đấy. Còn bây giờ trên mạng tôi không biết, có rất nhiều nơi họ thiết lập 24/24 cầu nguyện, 24/24 thờ phượng. Có những nhóm chuyên về cầu nguyện, họ tập trung cầu nguyện này. Có những nhóm chuyên về thờ phượng, cứ hát rồi hát ca ngợi Chúa 24/24. Đó, tất cả những cái đấy đều rất tốt nếu chúng ta có thể làm được. Đèn không nên tắt ở trong nhà thờ. Quý vị biết tại sao Chúa tạo nên thế giới hình cầu mà không phải là hình mặt phẳng? Đèn gì? Chỗ này đi ngủ thì chỗ kia thức thờ phượng Chúa. Đến khi chỗ kia đi ngủ thì chỗ này lại thức để thờ phượng Chúa. Để 24/24 lúc nào cũng có người cầu nguyện và thờ phượng khắp ở trên toàn cầu này.
Vì khi mà sự thờ phượng, sự cầu nguyện liên tục diễn ra thì sao? Ma quỷ không có thể nào mà vận hành được, hoặc là nó sẽ vận hành ở trong mức độ hạn chế nhất, và quyền năng của Chúa tiếp tục được khai phóng. Nhưng mà khi ngừng, không có người nào cầu nguyện, không có người nào thờ phượng thì sao? Tạo một cơ sở ma quỷ nó có thể hành động. Cho nên Phaolô mới nói là hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, cầu nguyện không thôi. Quý vị có biết rằng ngay cả khi chúng ta ngủ, chúng ta có thể cầu nguyện không? Trong tâm linh của chúng ta, chúng ta ngủ về mặt thể xác, với tâm linh của chúng ta vẫn thực tỉnh để cầu nguyện cùng với Chúa. Cái bằng chứng là gì? Khi mà mọi người làm mơ gặp ác mộng và thấy ma quỷ nó ức hiếp tấn công mình trong giấc mơ đấy, thì chúng ta vẫn có thể đuổi quỷ trong giấc mơ được cơ mà. Vì tâm linh chúng ta vẫn thức. Chúng ta chỉ ngủ về phần thể xác, cái tâm linh chúng ta vẫn thức. Cho nên chúng ta vẫn có thể cầu nguyện ngay cả khi chúng ta ngủ. Mặc dù là mồm lúc ấy chúng ta không mở ra nữa rồi. Để tận dụng tất cả mọi cơ hội để chúng ta có thể cầu nguyện và hát thở của Chúa. Để khi anh chị em đứng ở những cái chỗ nào đó, tôi mới đi nước Hồi giáo về, những cái đất nước nhạy cảm như thế, chúng tôi đi hẳn vào những nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện và thờ phượng. Nhưng mà mình không cầu nguyện bằng tiếng Anh và chỗ đấy vì nó rất nhạy cảm. Đó, người ta lại đến hỏi thế sao anh để hát thánh ca trong nhà thờ của tôi, trong đền thờ này thì rất là bẹp. Và Malaysia đỡ, Brunei thì nó còn kinh khủng hơn nữa anh chị em ạ. Brunei là áp dụng luật Hồi giáo trên quốc gia. Và truyền giáo cho người Hồi giáo nó có thể bị bắt bỏ tù. Không đơn giản đâu. Chúng ta hát bằng tiếng tiếng lạ. Thì hát bằng tiếng Việt người ta cũng có thể biết, là thâu âm lại là. Mình cầu nguyện bằng tiếng lạ, chẳng ai hiểu hết. Tất cả mọi lúc mọi nơi chúng ta có thể làm được cầu nguyện, hát, ngợi khen thờ phượng. Mình đi đến nơi có khi mình đang dẫm dẫm chân chân, người ta tưởng mình là đang rung đùi, thực ra là mình đang đánh trận. Nhân danh Chúa Giêsu mình đang dẫm chân để phá vỡ các tà linh chủ quyền đang kiểm soát vùng đất này. Amen. Đến chỗ nào cần dẫm chân cứ đứng rung đùi dẫm chân, người ta tưởng mình đang đánh nhạc gì, tạ ơn Chúa. Trong tâm linh đang nói là tao phá tan mọi sinh sĩ của chúng mày. Thì uy quyền ở trong miệng của chúng ta. Amen. Thế đôi khi chỗ nào mình cứ đến nhà người ta, đến đặc biệt những chỗ nhạy cảm, anh chị em cứ sầm xì xì xì. Người ta khó chịu lắm, người ta tưởng là mình làm cái gì á. Đặc biệt đến những cái chỗ mà khác tôn giáo ấy, cứ đứng trước mặt người ta cứ sầm xì xì. Người ta tưởng mình là đang làm bùa chú gì. Không cần thiết. Mình khôn khéo trong tất cả mọi lĩnh vực. Cầu nguyện khi nào, hát khi nào, làm cái việc gì, tất cả mọi cái quan trọng nhất trong sự sức dầu và dẫn dắt của Đức Minh đều có quyền năng hết. Chúa của chúng ta quyền năng khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta làm cho Chúa được vinh hiển và chúng ta đem sự hiện diện của Chúa đến trên trái đất này. Và chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta đem lại sự giải phóng, đem lại sự chữa lành, đem lại quyền năng, đem lại phước hạnh của Chúa cho mỗi chúng ta. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.